Trên thế giới, giá dầu trên toàn cầu giảm nhẹ vào ngày 11 tháng 10. Trung Quốc gia hạn thỏa thuận trao đổi tiền tệ với châu Âu. Kinh tế Thái Lan tiếp tục tích cực nhờ khách du lịch. Malaysia sẽ giảm nhẹ lệnh cấm xuất khẩu gà. Tại Việt Nam, nhập khẩu hơn 6,5 triệu tấn xăng dầu, sản lượng từ Trung Quốc tăng gấp đôi. Dự báo xuất khẩu cá tra sang thị trường ASEAN sẽ vượt EU. Horea kiến nghị xem xét nới room tín dụng thêm 1-2%. Mở đầu là các thông tin đáng chú ý trên thế giới, thưa quý vị. Truyền thông Singapore đưa tin, trong phiên giao dịch ngày 11 tháng 10 thì giá dầu tại các thị trường lớn toàn cầu đã giảm nhẹ. Nguyên nhân do đồng đô la Mỹ mạnh và COVID-19 phức tạp ở Trung Quốc dẫn đến nhu cầu giảm. Cụ thể thì giá dầu Brent giảm khoảng 0,6% xuống còn 95,62 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu West Texas cũng giảm 0,6% xuống còn 90,58 đô la Mỹ một thùng. Trước đó vào ngày 10 tháng 10 thì đồng đô la Mỹ đã tăng giá lần thứ tư liên tục do dư chấn về những đợt tăng lãi suất để đối phó với lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Đồng đô la Mỹ tăng giá khiến những khách hàng mua dầu bằng các loại tiền tệ khác phải bỏ ra nhiều ngân lượng hơn, cũng có tác động đến giá dầu. Được biết, phần lớn giao dịch dầu mỏ trên thế giới sử dụng đồng đô la Mỹ. Do vậy, khi đô la Mỹ tăng giá thì các quốc gia khác phải bỏ ra nhiều tiền nội tệ hơn để đổi đô la Mỹ. Tại thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc thì càng gần đến đại hội 20, việc kiểm soát COVID-19 càng chặt chẽ cũng khiến nhu cầu về dầu không tăng. Theo các chuyên gia, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ còn lên xuống phức tạp và biến động khó lường, ít nhất từ giờ đến cuối năm. Cũng liên quan đến thị trường dầu thì tập đoàn dầu khí nhà nước khổng lồ Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út mới đây đã thông báo tới 7 khách hàng chính ở châu Á rằng họ sẽ cung cấp đủ theo đúng hợp đồng, bất chấp việc OPEC cộng sẽ cắt giảm khai thác khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày kể từ tháng 11 tới. Dự kiến trong tổng số 2 triệu thùng mà OPEC cộng sẽ cắt giảm thì Ả Rập Xê Út sẽ chiếm từ 1 đến 1,1 triệu thùng. Các thành viên còn lại trong OPEC cộng đang hy vọng Ả Rập Xê Út, UAE và Kuwait sẽ chiếm phần lớn lượng cắt giảm vì nhiều quốc gia vẫn chưa sản xuất đủ mục tiêu đưa ra thị trường. Theo các chuyên gia, thì Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, không muốn giảm nguồn cung tới châu Á cũng như không muốn thay đổi giá cả vì không muốn mất thị phần tại lục địa khổng lồ này. Rất nhiều quốc gia đang muốn nhảy vào cung cấp dầu cho châu Á, đặc biệt là Nga, khi nước này liên tục bị Mỹ và phương Tây cấm vận và giảm sản lượng dầu nhập khẩu. Do vậy, xứ Bạch Dương có nhu cầu rất cao muốn mở rộng thị phần sang châu Á. Truyền thông Trung Quốc đưa tin Ngân hàng Trung ương nước này và Ngân hàng Trung ương châu Âu mới đây đã đồng ý gia hạn thỏa thuận trao đổi tiền tệ trị giá khoảng 45 tỷ euro, tương đương 350 tỷ nhân dân tệ. Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, thì thỏa thuận này sẽ giúp hai bên hợp tác sâu rộng hơn để giữ cho thị trường tài chính mỗi nước cũng như toàn cầu ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới chao đảo như hiện nay. Theo thỏa thuận, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ chuyển cho Trung Quốc khoảng 45 tỷ euro. Ở chiều ngược lại, thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ chuyển tới châu Âu khoảng 350 tỷ nhân dân tệ. Thỏa thuận này sẽ giúp châu Âu dễ dàng thanh toán những mặt hàng nhập khẩu mà đối tác chấp nhận đồng nhân dân tệ. Thỏa thuận cũng giúp Trung Quốc dễ dàng thanh toán với những đối tác chấp nhận đồng euro. Bên cạnh đó, cũng giúp Trung Quốc tăng cường và củng cố thêm kho dự trữ ngoại tệ của mình để tăng tính sẵn sàng ứng phó như can thiệp vào thị trường khi cần thiết. Theo một số cuộc thăm dò và thống kê không chính thức, các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng trong tháng 9 so với một tháng trước đó. Những khoản vay này nằm trong chính sách hỗ trợ của chính phủ, giúp các doanh nghiệp lấy lại sức sống trong bối cảnh kinh tế vẫn ảm đạm vì COVID-19. Cụ thể, lượng tiền cho vay đã đạt tổng giá trị 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 253 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn 40% so với tháng 8. Những khoản vay này có thể đã giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng nhẹ sau khi suýt rơi vào suy thoái trong quý 2. Nhưng nhìn chung sự phục hồi vẫn ở mức thấp bởi COVID-19 và sự ảm đạm của thị trường bất động sản. Vào cuối tháng 9, thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh các nỗ lực hỗ trợ phục hồi kinh tế, đồng thời cam kết thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng. Vào tháng 8, thì Ngân hàng Trung ương đã cắt giảm lãi suất cơ bản cho vay một năm để tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tái đầu tư phát triển. Ngoài ra, thì các khoản vay mua nhà cũng được ưu đãi với lãi suất thấp nhằm hâm nóng lại thị trường bất động sản. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 10 tháng 10 đã hối thúc chính phủ Kazakhstan tăng lãi suất, kiểm soát chi tiêu và có những bước đi mạnh tay nhằm kiềm chế giá cả đang có xu hướng tăng. Lạm phát hàng năm của Kazakhstan đã tăng lên mức cao nhất trong 14 năm là 17,7% vào tháng 9. Trong bối cảnh chi tiêu của chính phủ ngày càng tăng do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và sự mất giá của đồng nội tệ so với đồng rúp của Nga.
Ngân hàng Trung ương Kazakhstan đã giữ nguyên lãi suất ở mức 14,5% tại cuộc họp đầu tháng trước, nói rằng lạm phát phần lớn do các yếu tố bên ngoài và không cần thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Trong một thông báo của Bộ Tài chính Kazakhstan có đoạn, cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ những người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Thắt chặt là cần thiết để hạn chế lạm phát, củng cố độ tin cậy của chính sách tiền tệ và giảm nguy cơ tác động vòng hai bất lợi phát sinh từ áp lực giảm giá tiền lương hoặc mất cân bằng tỷ giá hối đoái. Theo các chuyên gia, thì sau thông báo này của Bộ Tài chính và cảnh báo của IMF, sắp tới thì có thể Ngân hàng Trung ương Kazakhstan sẽ điều chỉnh một số chính sách. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Akom ngày 10 tháng 10 nói với các phóng viên rằng sự phục hồi kinh tế của nước này đang ngày càng ít phụ thuộc vào kinh tế toàn cầu bởi sự tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực du lịch. Ông chia sẻ tiếp, ngành du lịch tiếp tục chứng kiến nhiều dấu hiệu tích cực. Khách vẫn đến Thái Lan bất chấp sự biến động của kinh tế thế giới. Do vậy, những tác động của suy thoái toàn cầu lên Thái Lan đang dần thu hẹp lại. Vào mùa đông thì khách châu Âu sẽ đến nhiều hơn để tránh cái lạnh. Điều này báo hiệu những tháng tới là rất khả quan. Được biết, du lịch là động lực chính của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Vào năm 2019, trước khi Covid-19 bùng phát, xứ sở Chùa Vàng đã đón gần 40 triệu du khách, thu về hàng trăm tỷ đô la Mỹ ngoại tệ. Năm nay, chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đón 10 triệu khách, thu về khoảng 64 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Akom cho biết thêm, chính sách tiền tệ sẽ rất linh động để giúp các doanh nghiệp phục hồi. Ví dụ, tăng lãi suất sẽ cơ bản ở mức 0,25% mỗi lần, vừa để chống lạm phát, vừa không ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP nói chung. Theo dữ liệu mới công bố ngày 10 tháng 10 của chính phủ Philippines, vào tháng 8 vừa qua, nước này chứng kiến mức thâm hụt mậu dịch lớn là hơn 6 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Lý do là giá cả các mặt hàng nhập khẩu đều tăng cao như dầu mỏ, lương thực hay thuốc men. Trong khi đó thì xuất khẩu lại tăng trưởng không như dự tính. Cụ thể thì nhập khẩu đã tăng 26%, tương đương 12,4 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó thì xuất khẩu lại giảm khoảng 2%, tương đương 6,4 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, hiện nay kinh tế Philippines đang đối mặt với 3 vấn đề nan giải, bao gồm lạm phát cao, đồng peso nội tệ mất giá và thâm hụt thương mại. 3 vấn đề này có liên quan chặt chẽ với nhau. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tục tăng lãi suất khiến cho đồng đô la Mỹ tăng giá, đẩy giá trị đồng peso xuống, khiến cho các doanh nghiệp Philippines phải bỏ ra nhiều tiền hơn để nhập khẩu, dẫn đến áp lực tăng giá khiến lạm phát lên cao. Ngoài ra là một quần đảo nên Philippines khó phát triển nông nghiệp, chỉ mạnh ở một số cây nhất định như chuối. Do vậy mà nước này phải nhập khẩu gần như toàn bộ lương thực để cung cấp cho hơn 100 triệu người dân. Đây là lý do bất kỳ sự thay đổi nào về giá trên thế giới cũng ngay lập tức tác động đến kinh tế Philippines. Báo chí Malaysia mới đây cho biết nước này sẽ giảm nhẹ lệnh cấm xuất khẩu gà sống từ ngày 11 tháng 10. Theo đó sẽ cho phép xuất khẩu khoảng 1,8 triệu con mỗi tháng. Trước đó, từ tháng 6 năm nay thì Malaysia đã cấm xuất khẩu gà để ưu tiên cho thị trường nội địa. Dưới tác động của cuộc xung đột ở Đông Âu thì giá lương thực tại Malaysia đã liên tục vươn cao trong thời gian đó. Nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm, trong đó có thịt gà. Thời gian gần đây thì tình hình có phần giảm bớt, các nguồn cung đã ổn định hơn, giá lương thực cũng không còn quá cao. Malaysia chủ yếu cung cấp gà sống cho hai quốc gia láng giềng là Thái Lan và Singapore. Đây cũng là một trong những nguồn thu lớn của quốc gia trên bán đảo Malacca. Sau khi lệnh cấm được đưa ra vào tháng 6, thì rất nhiều cửa hàng ở Singapore đã trở nên khó khăn bởi những món gà liên quan đến gà như gà chiên, gà nướng hay gà chế biến kết hợp đã trở nên vô cùng quen thuộc với thực khách. Do họ phải tìm các nguồn cung khác thay thế cũng như các món khác thay thế. Việc nối lại xuất khẩu gà của Malaysia đã được giới kinh doanh ở Singapore hoan nghênh nhiệt liệt. Bên cạnh đó, thì người nuôi gà ở Malaysia cũng lên tiếng ủng hộ. Lý do trong thời gian cấm xuất khẩu thì giá gà nội địa đã sụt giảm, khiến nông dân nuôi gà mất đi những nguồn thu đáng kể. Kính thưa quý vị, cùng chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước ngay sau đây. Những ngày qua thì tình trạng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh, thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đắk Lắk và các tỉnh miền Tây đã khiến cho nhiều người rơi vào cảnh đỏ mắt tìm xăng và gây ra không ít khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt của người dân. Bộ Công Thương cho biết đã kiến nghị Bộ Tài chính giảm các loại thuế liên quan đến mặt hàng xăng dầu cùng nhiều giải pháp khác nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tăng lượng nhập hàng, bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường. Trong khi đó, thì thông tin về tình hình nhập khẩu xăng dầu, Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 9 vừa qua, cả nước đã nhập hơn 627.000 tấn xăng dầu các loại với giá trị hơn 616 triệu đô la Mỹ, tăng gần 35% về lượng so với tháng trước đó.
Tính chung 9 tháng thì cả nước ta đã nhập khẩu hơn 6,5 triệu tấn xăng dầu với giá trị gần 6,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% về lượng và tăng 132% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý thì từ đầu năm đến nay, lượng hàng xăng dầu nước ta nhập từ Trung Quốc đã tăng gấp 2,3 lần với kim ngạch đạt 676 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 4,4 lần so với năm ngoái. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp Việt vẫn nhập nhiều xăng dầu từ thị trường Hàn Quốc nhất, tiếp đến là Singapore, Malaysia và Thái Lan. Liên quan đến tình hình xuất khẩu cá tra, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tỷ trọng xuất khẩu cá tra sang thị trường ASEAN ngày càng tăng và dự báo có thể sẽ vượt qua thị trường EU trong thời gian tới. Cụ thể thì tính đến hết tháng 9 2022, xuất khẩu cá tra sang thị trường ASEAN ước đạt hơn 152 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 8% tổng xuất khẩu cá tra đi các thị trường. Với tăng trưởng đột phá và liên tục trong những năm gần đây, tính đến nay thì tỷ trọng của thị trường ASEAN đã gần tương đương với EU trong tổng xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Trong đó thì Thái Lan, Philippines và Singapore là những nước chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên các nước còn lại trong khối ASEAN như Campuchia, Indonesia, Lào đều có xu hướng gia tăng nhập khẩu cá tra của Việt Nam, với mức tăng trưởng gấp 3 tới 23 lần so với cùng kỳ năm 2021. Mới đây thì tờ báo nổi tiếng của Thụy Sĩ có đăng bài với tiêu đề Việt Nam là con hổ mới của châu Á của tác giả Guy Metan. Trước đó thì vào cuối tháng 9, tờ nhật báo của Italy cũng có nhận định tương tự. Theo tờ báo này thì nhận định trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang nổi lên như là những cường quốc kinh tế mới của châu Á, đang có sự bùng nổ về kinh tế và từng bước khẳng định được vai trò chính trị của mình. Tác giả Guy Metan dẫn số liệu từ tháng 1 đến tháng 7 2022, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam ước tính đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% một năm và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến đạt 7,5% vào năm 2022. Việt Nam còn đứng thứ 5 trong số 35 thị trường châu Á về độ mở của nền kinh tế, với số điểm là 74,6 trên 100, cao hơn hẳn mức trung bình của châu Á và mức trung bình của thế giới. Bên cạnh đó, thì tờ báo Thụy Sĩ cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam khi ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và cho rằng sự khéo léo và trạng thái cân bằng sẽ có lợi cho Việt Nam về lâu dài trong các quan hệ quốc tế. Liên quan đến lĩnh vực tín dụng thì mới đây Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ xem xét có thể nới trần tín dụng thêm 1 đến 2%. Theo HORIA thì hiện nay các chủ đầu tư, người mua nhà và nhà đầu tư thứ cấp trên thị trường bất động sản đang khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn khác. Cụ thể là việc doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán đang phải đối mặt với tình trạng thị trường chứng khoán bị sụt giảm, hay việc tiếp cận thị trường vốn trái phiếu doanh nghiệp cũng khó khăn hơn trước đây. Theo đó thì các chủ đầu tư bất động sản hay người mua nhà đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, nhất là khi chính phủ và ngân hàng nhà nước đang tập trung kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Do đó, HORIA kiến nghị cơ quan nhà nước có thể nới trần tín dụng thêm khoảng 1 đến 2% để có thêm nguồn vốn tín dụng khoảng 100.000 đến 200.000 tỷ đồng hỗ trợ cho nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Ngoài ra thì HORIA cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi thông tư số 20 năm 2021 theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng được chỉ định như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank cho cá nhân, hộ gia đình vay vốn ưu đãi để mua thuê mua nhà ở xã hội. Thông tin về thị trường hồ tiêu, thưa quý vị, trước nhu cầu tiêu thụ giảm, giá tiêu trong nước đang có dấu hiệu đi ngang trong những ngày qua. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu thu mua với mức 62.000 đồng một ký, trong khi tại Gia Lai thì có giá 60.500 đồng một ký. Giá tiêu cao hơn được ghi nhận tại Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu với mức giá lần lượt là 62.500 đồng và 63.500 đồng một ký. Tính chung trong tuần trước, giá tiêu trong nước mất trung bình 2.000 đến 3.500 đồng một ký. Trong hơn một tháng qua thì giá tiêu bất ngờ giảm mạnh khiến cho nông dân khá hoang mang. Đây được xem là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPA, giá tiêu trong nước giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh trong bối cảnh lạm phát tăng cao, nhất là ở các nước như Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc. Các nhà xuất khẩu cũng dè chừng trước đồng đô la Mỹ tăng phi mã. Trong khi đó thì các chuyên gia cho rằng những tháng cuối năm, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có thể tận dụng nguồn cung thiếu hụt tại Anh để tăng cường xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường này. Thưa quý vị, vừa qua thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 16. Tại phiên họp này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thực hiện nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách thực hiện thí điểm. Phát biểu khai mạc, đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết Chính phủ đã có báo cáo đánh giá tổng kết và đề xuất cơ chế chính sách mới thay cho nghị quyết 54, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đến nay Chính phủ chưa chuẩn bị kịp.
Theo đó, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, thì kỳ họp này Quốc hội sẽ đánh giá tổng kết và đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết mới. Trước đó, tại báo cáo thẩm tra sơ bộ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, nếu tại kỳ họp thứ tư, Chính phủ không thể đưa ra những đề xuất chính sách mới để áp dụng ổn định sau thời gian thí điểm, thì phương án kéo dài thời hạn có hiệu lực của Nghị quyết 54 là cần thiết. Thông tin về xuất khẩu lao động đáng chú ý, thưa quý vị, mới đây thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo việc tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022 theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc, chương trình EPS. Theo đó thì chỉ tiêu tuyển lao động các ngành nghề gồm sản xuất chế tạo 1.500 người, nông nghiệp 855 người và ngư nghiệp 422 người. Người lao động có nguyện vọng nộp hồ sơ về Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thời gian từ ngày 17 đến 21 tháng 10 2022 với yêu cầu cơ bản là người lao động trong độ tuổi từ 18 đến 39 không có án tích, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, có nhân thân tốt, có đủ sức khỏe vân vân sẽ được đăng ký dự thi. Hiện thì các thị trường nhập khẩu lao động như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đã lần lượt mở cửa trở lại kèm theo điều kiện ngày càng khắt khe, yêu cầu cao hơn về chất lượng người lao động. Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, ứng viên còn phải đáp ứng được các kỹ năng ngoại ngữ, ứng xử và một số tiêu chí về phòng chống dịch bệnh. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Today Life ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.